mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chuyên mục Câu chuyện cuối tuần của ban truyền thông Giáo phận Phú Cường. Xin để giới thiệu tôi Jerome Nguyễn Thiện và cùng đồng hành với chương trình chúng ta ngày hôm nay bạn Maria Diễm Thanh. Em xin chào anh Thiện và xin chào quý vị khán thính giả đang xem chuyên mục Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay. À, Diễm Thanh nè, trong thời gian vừa qua là em có nghe câu chuyện về chùa Ba Vàng không ạ? À? Dạ có thưa anh. À, em thấy báo chí nó đăng tải rất là nhiều những cái bản tin mà liên quan đến câu chuyện xảy ra ở chùa Ba Vàng đại loại là những cái linh hồn của người chết thì có liên hệ rất là gần gũi với đến đời sống của chúng ta nhiều cái vong hồn á, nhập vào người còn sống khiến cho họ mang rất nhiều tai họa theo chùa ba vàng thì hiện tượng vong nhập vào con người rất là nhiều nên họ phải đến chùa ba vàng để làm lễ thỉnh oan gia trái chủ nghĩa là thỉnh vong linh lên hóa giải ân oán kiếp trước thì mới được chữa khỏi kính thưa quý vị và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm như thế nào là mê tín dị đoan? Vậy đâu là niềm tin công giáo của chúng ta? Một câu chuyện của tuần ngày hôm nay xin được gửi đến tất cả quý vị và các bạn câu trả lời của cha Du Xe Phạm Đình Ngọc dòng tên về vấn đề này. Trong câu chuyện về chùa Ba Vàng nói trên, chúng ta thấy có nhiều điều thuộc về thế giới bên kia. Thế giới tâm linh, linh hồn sau khi con người chết là có thật theo niềm tin của nhiều tôn giáo. Chẳng hạn, đạo công giáo tin rằng sau khi chết người ta phải ra trước tòa chúa để chịu phán xét. Kẻ lành lên trên thiên đàng, kẻ xấu xa xuống hỏa ngục, hoặc họ phải vào luyện ngục để chịu thanh tẩy. Người công giáo hằng nhớ câu chuyện cho những linh hồn đang còn nơi luyện tội để họ sớm được hưởng nhan thánh chúa. Đây là mầu nhiệm các thánh thông công. Và như thế, theo niềm tin công giáo thì không có chuyện gọi hồn người chết trở về hay là tin vào những chuyện bói toán phải không anh? Giáo lý công giáo số 2115 xác tính rằng phải loại bỏ những hình thức bói toán, nghĩa là khi ta cậy nhờ Satan hay ma quỷ, gọi hồn người chết hay những cách ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai, thậm chí là coi tử vi và chiêm tinh, xem chỉ tay, giải những điều mộng, sinh xăm, bói toán, quá khứ vị lai, đồng bóng, đều là những hình thức che giấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn có liên kết với các thế lực huyền bí. Là người công giáo, dĩ nhiên rất sai trái khi làm những điều này, vì nó nghịch lại với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Tiếc là thực tế có những người nhẹ dạ tiến vào con đường này. Mặt khác, báo chí dẫn nhiều bằng chứng để cho thấy những gì liên quan đến Chùa Ba Vàng trên đây là mê tín dị đoan. Chúng ta hiểu mê tín theo công giáo nghĩa là nghĩ tưởng một cách không hợp lý rằng một số lời nói ra, một số cử chỉ, biến cố hoặc đồ vật có thể có hoặc phát ra những năng lực ma thuật. Dựa theo định nghĩa này, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét riêng về những gì nhiều người đang làm ở chùa này. Và xem những người nghĩ đến ta thì ước gì người công giáo không chạy theo những mê tín dị đoan. Đành rằng mỗi người có những khó khăn riêng, những bệnh tật khiến cho ta quằn quại trong đau đớn, nhưng đừng về thế mà chạy đến những thần này, thần nọ để tìm những phép lạ viễn vông. Hơn nữa, không chỉ chuyện ở chùa Ba Vàng, chúng ta vẫn nghe thấy đây đó có người đi xem bói, có người khác đi gọi hồn. Là người công giáo, ước gì mỗi người đừng đi vào con đường u mê ấy. Xin đừng đùa giỡn với thế giới thần linh hay ma quỷ vong hồn. Người công giáo chỉ nên thờ phượng một mình thiên chúa mà thôi. Ngoài ra thì họ không có thần nào khác. Thần ngoại, thần tượng, ngẫu tượng, như là thần đất, thần tài, thần núi, thần đẹp, thần trẻ. Và trong mọi tình huống thì chúng ta hãy vững lòng nghe lời an ủi của Chúa Giêsu. Lòng các con đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong niềm tin này, chúng ta hãy biết phó thác mọi sự trong tay Chúa. Và đừng quên rằng giáo hội nhắn với con cái mình rằng, trong tâm tình tôn giáo và trong cách thể hiện tâm tình này, mê tín có thể xảy đến khi mà chúng ta thờ phượng Thiên Chúa một cách chân thật ví dụ như gán một ý nghĩ ma thuật cho một số thực hành vốn chính đáng hay là cần thiết. Chẳng hạn như là tôi đến xin Chúa để chữa lành bệnh tật, nếu mà Chúa không chữa lành thì tôi nghĩ chơi Chúa ra. Nếu nghĩ như thế thì rất là tội nghiệp cho Chúa. Vì khi đó, nói như Thánh Phaolô, chung cục là họ sẽ phải hư vong, Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian Kính thưa quý vị, nhân chuyện chùa Ba Vàng, người công giáo nhắc bảo nhau hãy tránh xa ma thuật hay phù thủy, bởi khi tin vào những điều ấy, người ta muốn chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác để trục lợi hay chữa bệnh. Trục lợi thần thánh là điều không nên và đáng trách. Đó là lỗi nặng liên quan đến nhân đức thờ phượng. Hơn nữa, các việc này càng đáng lên án hơn nữa khi dùng ma thuật hay mê tín mà lợi dụng ý hại người. Vì gọi hồn thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật Nên hội thánh cảnh giác các tín hữu phải xa lánh các điều ấy Và anh Thiện biết không Các sách giáo lý hội thánh công giáo ghi rõ là Tất cả các cách thực hành ma thuật hoặc là phù thủy Người ta thực hiện để có thể cao vọng làm chủ được các quyền lực bí ẩn Và bắt chúng phục vụ mình Hồng đạt được một quyền hành siêu nhiên đối với đồng loại Và thưa quý vị những sự thực hành này còn đáng lên án hơn nữa khi người ta có chủ ý hãm hại tha nhân hoặc có cậy dựa vào sự can thiệp của ma quỷ. Sự đeo các bùa, các lá bùa cũng đáng trách. Môn thần thông học thường gồm nhiều việc bói toán và ma thuật, nên giáo hội khuyên các tín hữu là hãy tránh xa cái gọi là các cách trị liệu cổ truyền, không cho phép người ta cậy dựa vào đó mà có những lời kêu cầu các quyền lực xấu cũng như là không cho phép khai thác những sự dễ tin của tha nhân. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện về Chùa Ba Vàng và những điều chúng tôi vừa nói ở bên trên, cho thấy là đức tin của con người chúng ta đôi lúc còn yếu đuối, dễ lung lay và dễ xa vào những sự cám dỗ khác. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta thêm đức tin và tình yêu tin tuyền của Chúa, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều biết chạy đến Chúa với tâm tình của người con thảo là tính thác, yêu mến và phụng thờ chương mục câu chuyện cuối tuần của ban truyền thông giáo phận phú cường đến đây là kết thúc xin kính chúc tất cả quý vị có một tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại trong chương mục lần sau